Nhiều khách hay nói là buffet ở An Lạc Viện có giới hạn thời gian, thì hôm nay Yuki xin đính chính lại là buffet tại An Lạc Viện không giới hạn thời gian, từ 11 giờ sáng đến 11 giờ đêm trong tất cả các ngày trong tuần. Menu buffet đa dạng các món cho mọi người lựa chọn. Giờ mở cửa tại chi nhánh 4 Gia Lăng Ai Dơ là 24/24 nên mọi người cứ tha hồ mà đến. Yuki xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ An Lạc Viện trong suốt thời gian qua.